như bên cứ thương nhau thương nhỉ. Hoài luôn hả? Làm gì hoài luôn hả? Mình công nhận là nó còn là bữa hoài hai cấp luôn á. Rồi chơi đi nha, ngày mai anh đi vô Sài Gòn này nha Bill. Ngày mai không có ai chơi nữa đâu đó.